À, Lục Bình miền Tây mến chào của chú anh chị và tất cả mọi người nha. Hôm nay mình đang có mặt tại sông Mataro xem những chiếc ghe tập luyện như thế nào nha cô chú anh chị. Thì rất là đông. Chiếc ghe đang lại nha quý vị. Đây là Phường Tân Trạch. Rất là nhịp nhàng luôn quý vị ơi. Quá rồi. Có nhiều cái bằng nhỏ đi chiếc kia rất đông luôn mọi người. Hai chiếc ghe đang so tài kìa. Đó đang so tài ở mức khá luôn vậy ta. Cần dở á. Cần dở. Ủa dưới kia yêu công công quẹo quẹo rồi chứ. Phú Tức Cần Giờ. Phú Tức với Cần Giờ nha mọi người. Đang so tài với nhau luôn. Phú Tức mới Cần Giờ mà đấy. Phú Tức có phải cô đó. Ủa giật kèo không Mỹ. Mẹ má không đi nhé. Ôi cô lên cô lên. Má ông sạc nổi đó. Trời ơi, ông nào bự dữ vậy? Ông Mỹ, ông Mỹ. Ông ngồi ngoài khẩm cái mũi rồi. Không chờ phải ra con. Rất là đều luôn. Khá len. Chùa Khá Len nha mọi người. Đây là chiếc ghe Phường Tân nha mọi người. Rồi sợ đụng nhau mọi người, không bứt phá được rồi. Rồi bên đây đang lợi luôn. Dưới đây là số đang lên luôn mọi người. Thua này. Thua. Rất là nhanh luôn. Hai. Hai tầm lớp là hai nghe là. Cái nghe nghe nữ.
Dạ. Dạ bên bển là tùm núp nữ nha mọi người. Bên đầu xa nằm ở đâu? Bên đầu xa là bên bển. Dạ. Đây em cua mà. Cua. Vâng. Cua, cua. Cua người riêng là đi là chẳng để. Tụm lớp 2 chuẩn bị luôn mọi người. Rất là đều luôn mọi người ơi. Bên áo đỏ là áo nữ nha mọi người. Ghe đó ghe nữ.